em nghĩ đâu. Cô phải bình tĩnh. Biến thái đó. Trời ơi, em không ngờ bác sĩ là người như vậy. Cô này bác sĩ quốc rồi chứ không? Còn cô này bác sĩ cũng bác sĩ đứng đây rồi tôi. Trốn ở trên trời cũng sẽ tìm ra thôi. Tiếp.
Mày dạy gì? Anh hả? Ai cho cậu đổ? Lên Linh. Hả? Ai cho đứng ngược lên? Ai làm gì vậy? Lên là của anh nhỉ? Cái này là của tôi. Của anh? Tôi chỉ thuê cậu đấy. Theo giờ con Kim thôi nha. Linh là của tôi. Ai kêu cậu mua đâu? Hả? Tiền. Cái gì? Ngày xưa là ngày xưa, còn giờ là khác. Đếm bây giờ nói tiếng lòng. Cái gì mà đếm muốn là phải đâu? Chỉ là của tôi. Của anh? Của tôi. Ông anh, đánh thì đánh đi, làm cái gì dằn con có lại vậy? Trên đời này, mọi sự diễn ra đều do sự sắp đặt của ông trời. Và có lẽ cuộc gặp gỡ giữa chúng em cũng vậy. Khi con người ta bắt đầu tuyệt vọng và bế tắc với cánh cửa của cuộc đời, cũng là lúc cánh cửa khác sẽ mở ra. U ám hay tươi sáng là do bản thân lựa chọn, và chúng ta chỉ có một con đường duy nhất: ở mãi trong bóng tối hay mạnh mẽ thoát ra. Nếu không có họ, những người bạn thật sự, có lẽ tôi vẫn còn mãi mê trong thế giới u tối của chính mình. Và người đầu tiên tôi gặp là cô nàng đóng đảnh tên Yến. Phải tìm tôi, cô nói là tôi không có đèn tiêu. Cô chết không nói đó. Bác sĩ. Tôi kêu cô đấy là Khương, nó kêu tôi là gì? Không phải, còn lộ chân kìa. Anh Phú. Anh Phú, đâu rồi anh Phú? Các chị lộn với nó, ở đây đâu có bác sĩ nào tên Phú đâu. Tôi đúng không mà, tôi canh nè, nãy giờ tôi thấy anh chạy trong đây nè. Chị nhìn nhầm rồi. Anh Phú, anh đâu rồi, anh không có thấy khỏi tôi đâu. Ở đây đâu có bác sĩ nào tên Phú đâu, làm bác sĩ nữ không ạ? Chị ơi, ở đây chỉ có bác sĩ nữ khám rồi hả? Đúng rồi chị, để em đi ăn ghế cho chị đó chị. Chị mẹ quá gì mà hả, đàn bà con gái vô tiền bác sĩ nữ là ta hết. Ngoan. Đừng chơi sập rồi, sắp rồi, đừng quá hợp. Tôi làm gì vậy? Anh, mày ra là anh trốn ở đây rồi. Sao bao nhiêu chuyện anh làm với tôi, bây giờ tôi trốn đây rồi. Đi lại, đi bình tĩnh. Bác sĩ giới thiệu cho tôi. Mọi chuyện không như em nghĩ đâu. Cô phải bình tĩnh. Biến thái. Trời ơi, em không ngờ bác sĩ là người như vậy. Cô này bác sĩ quốc cười chứ không. Còn cô này bác sĩ cũng. Bác sĩ đứng ngay đầu tôi. Anh không lên được. Cô. Trời ơi, tôi bị quên mà. Em xin lỗi bác sĩ. Em chừng lát nha. Tôi không cần. Cô vô làm việc đi. Cảm ơn cô y tá tốt bụng. Để em. Hai cô, càng không. Anh Phú. Anh cũng biết em là diễn viên. Cái quan trọng nhất là nhan sắc. Mà em nghe lời anh á, về nhà mua thuốc tránh thai hàng ngày uống để bảo vệ nhan sắc. Nhưng mà mặt em đã mụn quá trời luôn nè. Anh phải chịu trách nhiệm cho em. Tôi nói rồi, tôi chịu trách nhiệm thì chắc chắn tôi sẽ chịu trách nhiệm. Cô làm như cứ vô đây cô la làng lên đó, rồi mọi người hiểu lầm tôi, rồi mặt mũi đó tôi nhìn bệnh nhân của tôi nữa. Cô cười cái gì? Tôi nói cô đó, tôi nhớ không lầm là tôi chưa từng khám bệnh cho cô lần nào, cũng chưa gây thù chuốc oán gì với cô. Vậy mà cô là cái người vô phòng tôi la lớn nhất ha, cô cũng là người tát tôi mạnh tay nhất. Cô nói cô là ai? Thì tôi tưởng là trong phòng khám nó chỉ có toàn bác sĩ nữ thôi. Tôi đâu có biết. Cô chưa từng biết bác sĩ phụ khoa là nam giới hả? Tôi không biết cô đầu hay cô đang nghĩ cái gì luôn á. Thôi, lỡ tới đây rồi,
vô cởi đồ ra, ra giường nằm đi. Trời ơi, cái gì anh Phú? Chưa gì mà bắt người ta... Cái gì vậy? Trời ơi, phải cởi đồ thay đồ bệnh nhân ra thì tôi mới khám được, thưa hai quý cô. Ờ ha, bà nghe không? Vô đây đồ đi kìa. Không, không được. Cái bà này ngộ nha. Đi vô đây khám phụ hoà, không chịu thay đồ, sao người ta khám? Không, tôi đã nói là mấy người đừng có hông được với tôi. Không sao đâu, ai vô đây cũng phải vậy đó. Cứ thư giãn, bình tĩnh thôi. Tôi đã nói là không, tôi không thắng đàn ông. Đàn ông là một lũ háo sắc như nhau á. Ôi coi, tỉnh đi. Không phải đàn ông nào cũng xấu xa như nhau đâu. Bác sĩ Phú á, tuy là có hơi cọc cằn vậy thôi, nhưng mà là một người rất là có chuyên môn. Bà phải tin tưởng, đúng không? Bà cứ vô thay đồ đi, rồi bác sĩ sẽ xem xét cho bà. À, nếu mà bà sợ thì để tôi vô khám chung bà. Thiệt hả? Cuộc đời tôi thay đổi từ khi mà tôi gặp thằng cha họa sĩ đó đó. Cha giả lụa. Ừ, xin lỗi bà. Trước giờ Yến này không bao giờ chửi thề như vậy. Nhưng mà hôm nay tôi phải chửi. Ơi, mà mấy bữa nữa có kết quả rồi đó. Nhớ lên lấy nha. Mình phải lên. Cái thằng cha họa sĩ body painting gì á, hiếp bà đó. Thế nào sau này cũng bị có người thiếu lại cho coi. Mà bà đó, quan trọng á là bà phải sống mạnh mẽ lên, hiểu không? Ừ, tôi biết vậy. Nhưng mà tôi cũng sợ lắm bà. Giờ tôi cũng biết phải sống sao đó. Lỡ ba mẹ tôi biết á, tôi chết luôn á. Bà không nói mà biết. Cũng giống như tôi vậy nè. Mấy lần tôi đi xin vai đó, mấy thằng cha đạo diễn dê sờm đòi tim tôi rồi. Mà tôi có nói nghe đâu. Thiệt hả? Thiệt. Bởi vậy thôi, tốt nhất đừng nói. Mà cái thằng cha họa sĩ body painting gì của bà đó xấu xa, đê tiện, phải đi kiện cho nó tù một đống luôn. Ờ, đúng rồi, tôi sẽ đi kiện. Ê, ê, tôi đi với bà. Ê, bà khoan khoan khoan. Ờ, lỡ như mà kiện á, hai người sẽ nổi tiếng. Mà nổi tiếng á thì áp lực lắm. Giống như tôi nè, tôi á cũng sắp nổi tiếng rồi, cho nên là tôi hiểu áp lực lắm. Thôi bà đi, bà đi, bà đi. Vậy bây giờ tôi phải làm sao? Thôi khỏi kiện đi. Gì kỳ vậy hả? Bà mới là người xuống tôi đi kiện mà. Mà tôi nghĩ lại rồi, lỡ như mà đi kiện á, một mình bà nổi tiếng á thì không có sao, nhưng mà cái tên họa sĩ đó mà nổi tiếng á thì có lợi cho hắn quá. Không, không được, không nên để cái tên xấu xa vậy ở ngoài vòng pháp luật được. Không được, phải đi kiện. Đúng rồi. Ê, mà không được hả? Cũng không được. Mà sao vậy? Rồi bây giờ rốt cuộc là tôi nên đi kiện hay không? Lỡ ba mẹ bà mà biết á, ba mẹ thấy hình ảnh của bà với nó trên báo như vậy, ba mẹ bà sẽ đau lòng lắm đó. Thôi, tốt nhất không nên kiện. Không nên, không nên kiện. Thôi, ở đây nha, tôi về đây. Nếu có người theo dõi mình thì phải. Mình chưa nói tiếng mà. Không lẽ lại là đám paparazzi biến thái ở trong phim.
kiện đó chuyện này. Vậy mà tôi còn thương cảm bà, tính kế cho bà đi kiện cái thằng cha họa sĩ biến thái nữa chứ. Không thể tính được mà. Không phải. Tôi không có chỗ nào để đi hết trơn á. Mà tôi thấy bạn vừa xinh đẹp nè, nghĩa khí nè. Chắc bạn là người tốt đúng không? Tất nhiên rồi. Bạn cho tôi ở nhờ được không? Chị? Hả? Có đây nào? Giúp tôi với, tôi không có chỗ nào để đi hết. Không. Cảm ơn cho tôi. Thì đi đi mà. Không. Đi. Không. Cho tôi ở nhờ nha. Bà đi đi. Cũng có vẻ như là người thật thà. Kệ đi, không thấy gì đâu mà quan tâm. Tại sao bà lại đây? Anh gái, tại sao em lại đuổi khách của anh? Cái gì? Ai là khách trọ của anh? Em lại đây. Đây, đây là khách thuê nhà trọ của anh. Anh, tại vì tôi cần thuê nhà trọ mà thấy ở đây đăng thông tin cho nên. Anh Sơn, không phải anh nói với em á là chỉ có một mình em mới được thuê ở đây thôi hả? Nè, đây là biệt thự của anh muốn cho ai thuê đó là quyền của anh. Bây giờ em ý kiến đúng không? Đóng cho anh 2 tháng tiền nhà đi. Đừng có thấy anh thương mà muốn lẻo lội ngồi hả? Em. Dạ. Phòng của em ở trên lầu á. Có to lét riêng luôn á. Dạ. Từ nay có chuyện gì á, gọi cho anh. Nếu mà em muốn phục vụ cái gì á, cũng gọi cho anh luôn nha. Anh Sơn, sao không lấy lộn em kêu anh qua phục vụ cho em nửa đêm? Anh không qua. Thôi, nhớ gọi cho anh nha. Anh Sơn. Mày đâu vậy? Gì? Tôi muốn cho mày ở đây. Bà ở đây, để bà quyến rũ Sơn tôi sao? Không, tôi hứa với bà, tôi sẽ không bao giờ quyến rũ anh ta. Thậm chí là còn chỉ cho bà cách để cưa được anh ta. Thì không. Anh em không được, tôi nói ở chung người lạ. Thôi bà đi đi, bà đi đi. Không được, bây giờ tôi không có chỗ nào ở đó. Mà đi thì tôi mất 3 tháng tiền cọc luôn đó. Cái gì? 3 tháng? Ừ. 3 tháng tiền nhà. Bà đóng bao nhiêu? 2 triệu một tháng. 2 triệu một tháng? Ừ. Nhà này em lấy được 3 triệu. Mà làm sao mà được em giá vậy? Thực ra thì hãy chạy theo những ước mơ, vì ta chỉ có một lần hết rồi. Mỉm cười khi ta tới tiếp.